gì ơi? Hả? Đuôi sang đâu, đuôi sang đâu, sang đâu? Sang bên kia, sang bên kia. Sang bên này. Con gì nó nả đây? Nó to đấy anh ơi. Đâu? Đây, đây, đây. Ôi, ôi. Sao con gì to? Ôi. Ôi. Chân. Ôi, ôi, cẩn thận anh ơi. Ôi giời ơi. Mẹ à, bảo sao mà, bảo sao mà đi nãy vừa đi ngoài kia mà nhìn thấy nhanh thế. Ủa anh xong. Ui. Em lên lên em lên kia, em lên kia. Ui. Ui giời. Đúng. Con này to đấy. Hả? Đuôi sang đâu, đuôi sang đâu, sang đâu? Sang bên kia, sang bên kia. Sang bên này. Hả? Hả? Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Sao thế? Có gì đây? Sắn to lắm rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Trên tay mình đây là miếng cao rán hổ mang, một cái sản phẩm đặc biệt của tem sang bát ẩm thực vùng cao. Thì cao rán hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp, ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa các đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Cao rán hổ mang có công dụng về cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người ạ. À, kết quả báo cáo, kết quả phân tích đấy, mẫu là cao rắn hổ mang đấy mọi người nhé. Đấy, cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình đấy. Trên cao rắn những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây đấy mọi người nhé. Nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Sao con gì to? Ôi, ôi. Chân. Ôi ôi mẹ ngoại đây, ngoại ngoại em ơi. Dạ. Chân đầu anh kia, bên. Hả? Bên đây. Đúng bên này nhá. Đâu? Gấm rồi. Mẹ ở sau. Ui giời ơi. Ôi giời. Ui mà con gấm. Giá màn thật. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Mẹ à, bảo sao mà, bảo sao mà đi nãy vừa đi ngoài kia mà nhìn thấy nhanh thế. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giá màn thật. Ôi giời ơi. Bình tĩnh làm sao này. Con bình tĩnh đây. Ôi mẹ con này. Giá màn thật mọi người. Ôi giời ơi. Hàng hiếm rồi. Ôi giời. Ôi giời mọi người. Ôi giời. Mẹ đốt kinh thế. Thôi, về đây. Thằng kia đâu rồi? Đi, ăn sắp vào đây đi, Tiến thẳng vào đây đâu rồi, vứt móc ngay cho anh. Ui dồi ôi. Mẹ hàng hiếm mọi người ạ. Bình tĩnh mà làm thôi. Cẩn thận nhá. Cứ bình tĩnh mà làm. Đây, móc này. Ui dồi. Tôi nghe. Ôi dồi ôi mọi người.
từ bình tĩnh thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, ui, bình tĩnh thôi. Ui, con sần gấm mày to đấy. Chả to mà con này phải mấy chục cân đây rồi này. Ui. Ui. Sần gấm nhá, cả nhà nhá. Ui giời, sai. Nó đái rồi, đái rồi, đái rồi. Đang giấu rồi, đang giấu rồi. Giờ nó cứ co đua lại. Rồi. Ui. Nó giấu đuôi rồi. Ui. Việt bé tiến thẳng ra một tí. Để trong này bắt khó. Không lôi ra là nó đang giấu đuôi đi. Ờ thì nó giấu đuôi đi thì nó khoái đi. Ui. Cái đó nó mổ đấy. Bình tĩnh mà làm thôi. Thằng Việt bé chiêu đầu kia đi. Để nó ra đuôi đi, để móc đuôi, để toán đuôi rút ra. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thằng Việt bé, mày qua đây, mày qua đây. Đi lên đường kia. Ui. Lùi cái đuôi của nó à. Nhìn cái nón đuôi của nó này. Giá mạt thật. Ui giời ơi. Giá to à. Ui giời. Này nhìn mọi người. Ui giời ơi. Sắc đẹp luôn. Qua hàng hiếm đấy. Việt bé kéo vào cùng anh xong. Ui. Em lên lên lên, em lên kia, em lên kia. Ui. Bình tĩnh thôi. Ui không. Ui. Ui rồi. Dã man. Không được đâu Việt đấy. Thiệt đấy. Bình tĩnh thôi. Giờ phải như này. Giờ phải tóm đầu nó. Ui giời. Tóm đi, tóm. Kéo ra. Tóm vào người đó. Ui. Đưa. Ui. Ui giời. Gấm. Con này to đấy. Dã man. Việt bé ra đằng này trêu cho anh xong để anh xong tóm đầu. Ui giời ơi. Vứt cam đây, vứt cam đây. Ui giời ơi. Ui. Vứt luôn. Con chân gấm to này này hơi bị hiếm đấy mọi người ạ. Chân mà ơi. Ui giời ơi bà ơi chân mà. Bắn đạn đấy. Ui giời. Ui giời. Bắn đạn đấy. Vâng. Quài dã man đấy. Đây. Ui. Nó cứ đòi tấn công mình thôi mọi người. Ui giời. Bắt được cây rồi bà. Ý. Con này mới là dự dã man, hàng chăn gấm mà nó mà to như này là hơi bị hiếm gặp luôn mọi người ạ. Chăn gấm đấy. Con này phải 450 cân đấy nhỉ. Ờ con này 450 cân. Con này tầm 40 thôi. Ui trời ơi. Dã man thật. Đấy. Hai thằng kia xem tóm đầu được không? Từ sự của Việt bé thôi. Việt bé tóm đầu lên. Đấy.
bây giờ là cho việc bé bắt đầu học việc mọi người ạ. Ấy rồi, con này hơi bị nhanh đấy, không phải đùa đâu. Chiêu đằng trên đấy đi. Thôi toán luôn. Ui giời, ui giời, nhìn cái hàm răng của nó mọi người nè, dã man chưa. Ui giời ơi, ui giời, thật. lấy túi về bé ơi, lấy túi này. Ui giời. Ê, ui, tại đây. Nó quấn rồi kìa. Shit. Kéo ra. Vâng, chui vào cống nữa. Này nó lại rút được con lợn. Vâng. Đông cái túi này nó rút được người mình. Vâng. Nó nhốt được cả người mình luôn đấy. Ừ, to hả? Nhưng mà sao nó lại chui trong cống này phát hiện ra? À, chắc là... Nó bỏ qua đường, em thấy em đang đi làm. Em thấy nó bỏ qua đường ấy. Thế là em nhảy, xuống em bắt luôn mà. Đúng vậy. Vâng. Con này to anh ạ. Tối gặp con này đúng là quay lái quần. Mấy anh đi chuyện mỏ rồi anh. Ừ. Anh đã gặp con này chưa? Chưa. Chỉ gặp rắn thôi. Rắn bằng này nữa nên là to rồi. À, gặp rắn bằng đấy to rồi. Đây bọn em đi săn này, lên rừng này, đi đặt bẫy các thứ vào. Ở khu này mà cái loại này to này. Vâng. Cái loại này nhá, nó ở đây nó bắt gà liên tục luôn. Loại này bắt gà liên tục mà. Này nó nhốt cả người mình luôn đấy. Nhưng mà đôi này cũng buồn rồi. À, vâng. Đấy. Đấy thì mọi người ạ, giờ anh em mình cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Thì mọi người xem video nhớ ủng hộ mình cũng như toàn thể anh em trong team săn bắt làm rừng vùng cao nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Ừ, mọi người.